Lan Cúc chúc mai Tết được rồi, các bạn coi rất là nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ quay với các bạn coi vườn hoa trăm củ. Và mình đang đứng tại vườn cà phê có độ cao 1.020m so với mực nước biển. Tại đây thì view nhìn ra sân bay Liên Khương, kia là chùa Ấn Độ Sam Tan Hill tại Đơn Dương. Và mé bên này là đập của thủy điện Đại Ninh. Ngoài hoa cà phê thì mùa này đang là mùa của cây hoa Macca. Một số các quả, một số đang nghe hoa. Đây là cây bơ cũng đang ra hoa, độc đáo. Mùa hoa cà phê, mùa hoa sầu riêng, chuẩn bị tới mùa tiêu. Mùa này hơi nắng nên cây nào cũng cần nước hết. Và bên kia đang là bí khoai lang nha các bạn. Quay vườn hoa trăm triệu xong rồi thì chúc cho bà con nông dân có một vụ mùa 2024 bội thu trúng mùa và được giá.